Wow, hôm nay vợ yêu của anh chăm chỉ quá. Đúng là kỷ niệm một năm ngày cưới có khác. Cần anh giúp gì không? Không cần đâu, em làm nốt món này là xong rồi. Anh cứ ra kia ngồi đi. Mà sao giờ này Hải với cả Linh vẫn chưa đến nhở? Ừ nhở, em nhắc anh mới nhớ đấy. Chắc họ đang đi đường. Thôi, em chuẩn bị nốt đi, anh ra ngoài. Anh ra đi. Ôi, thôi chết. Mình quên mất là hôm nay mình có lịch hẹn ăn cơm với cái My. Ui, hôm nay lại còn lễ kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng nó chứ. Chết rồi, mình quên không mua quà rồi. Đầu óc mình giờ này làm sao ấy. Có thế mà cũng không nhớ được. Ôi, thôi chết rồi. Xe hỏng phanh mất rồi. Chả cộ, chả được cái tích sự gì. Bây giờ mang đi sửa thì cũng không kịp đến nhà My nữa. Thôi chắc là đi tạm cũng được, quanh đây đường cũng không đông. Thôi cứ đi đi. Này, đi đứng kiểu gì đấy à? Tôi không có mắt à? Này, rõ ràng là chị đâm vào tôi đang đi bộ rất là bình thường thì chị lao vào tôi đấy nhá. Này, tất cả là do cậu đang vừa đi vừa nhìn điện thoại không để ý đến mọi thứ xung quanh đấy nhá. Này, chị làm ơn đi vô lý nó vừa vừa thôi. Hóa ra là xe đạp của chị à? Chị nhìn đi, xe mất phanh kia kìa. Bây giờ chị đi không phanh lao người khác, sao bây giờ chị lại đổ trách nhiệm với đầu tôi đấy à? Tôi chả việc gì tôi phải nhường chị cả. Cậu đừng có cậy mình là đàn ông mà ức hiếp con gái nhá. Chị thử nhìn lại chị xem, từ trên xuống dưới có chỗ nào giống con gái không? Con gái người ta là lịch sự, nhẹ nhàng. Đang là chị bất lịch sự, thô lỗ. Sao tôi phải nhường chị? Này, 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 này. Chị đi đâu ấy? Hả? Chị nhìn đi. Chị làm hỏng hôm qua của tôi rồi đấy. Bây giờ chị tính đơn kiểu gì đấy? Này, sao cậu lại hỏi tôi? Cậu bị làm sao đấy? Cái này cậu tự cầm, cậu tự làm rơi, cậu đổ tội cho tôi à? Đừng có mơ nhá. Thật sự là từ trước đến nay tôi chưa gặp một người con gái nào mà vô lý bất lịch sự như chị đấy. Này, tôi có như thế nào thì cũng không liên quan đến cậu nhá. Đừng có mà phán xét người khác. Thôi rồi. Tôi không muốn mất thời gian với chị nữa. Bây giờ chị phải đền cho tôi, coi như là đền bù tổn thất tinh thần của tôi, cũng như là đền bù món quà của tôi nữa. Tôi đang rất là bận, không có thời gian đứng đôi co với chị đâu. Này, cậu định vòi tiền tôi gì? Đừng có mơ nhá. Tôi không dễ lừa như thế đâu. Việc của cậu có tôi đi mà giải quyết. Tôi đi đây. Này. Lâu thế nhỉ? Sao đến giờ này rồi mà hai con người đấy vẫn chưa đến nhở? Thôi, em gọi điện Dục Linh đi, để anh gọi cho Hải, chứ không đợi hai đứa này đến mùa quýt mất. Thế bây giờ chị định đứng đây để bao giờ? Có định đền bù của tôi không? Làm người biết đúng sai chứ. Này cậu kia, đừng có mà thấy tôi hiền mà được nước làm tới nhá. Tôi nhìn mặt mũi cậu cũng trẻ đấy, thế mà ăn nói không có lễ phép với người lớn gì à? Chị đợi tôi một tí, tôi nghe xong điện thoại tôi xử lý chị tiếp. Alo. Ừ, tớ đang trên đường tới nhà cậu đây, nhưng mà đang gặp chút chuyện. Đang trên đường đến gần nhà cậu thì tự dưng gặp phải một cái thằng trẻ trâu, nó đang đứng ăn vạ tớ này. Tớ biết rồi, tớ đến ngay đây.
Này, chị bảo ai là ai là trẻ cho ăn vạ hả? Chuyện cũ chưa xử lý xong, bây giờ chị gây thêm xích mích chuyện mới đấy à? Tôi có nhắc đến tên cậu đâu, đây cậu tự nhận đi nhá. Thôi rồi, hôm nay là tôi đang bận cho nên là tôi không tính toán chuyện này với chị nữa. Coi như hôm nay tôi gặp chị tôi mới đen đấy. Cậu tưởng mình cậu bận à? Tôi cũng bận bỏ xử. Như là đến rồi, đến ra mở cửa. Xin lỗi hai vợ chồng em đến muộn tí ạ. Sao giờ này mới đến mà? Em à? Ôi trời, chân sao thế? Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Ôi. Ngồi. Chân tay em làm sao mà đi khập khiễng thế này? Để mà kể cái câu chuyện này ra thì đúng là dài đến đét luôn. Em thật nha, nãy trên đường ở dưới đến nhà anh chị, ở ngay dưới chung cư này, có bà chị già nào, bà phi một phát vào người em luôn. Phi bắt thẳng vào chân này. May là bà ấy chị đi xe đạp nhá, chứ nếu mà quả em mà đi xe khác thì đúng là liệu luôn. Thế mà chân em có làm sao không? Mà anh vẫn chưa hiểu tại sao đi xe đạp lại đấm uỳnh được cái vào người đi bộ nhỉ? Cứ nhắc tới cái câu chuyện tại sao đâm được thì em cũng khó hiểu luôn đấy. 1000 câu hỏi vì sao luôn đấy. Bà ấy đi xe không có phanh, chứ cứ lao gầm mầm ra ấy. Nhưng mà nói chung là lúc đấy em mải nghìn điện thoại, thành ra cứ đâm rồi. Lúc này đen. Em bảo này, nãy đấy, tự nhiên em bị bà chị kia bà đâm vắt, thế là cái bình hoa em mang tặng anh chị vợ bố. Ôi. Em sang đây chơi là được rồi, quả cát làm gì, không cần đâu. Lần sau em bù nhá. Không sao. Hình như là bạn chị đến, để chị ra mở cửa nhá. Ra đi em. Rồi, chân thì anh luôn. Không sao thì được rồi. Anh còn điên đấy hả? Mày đi đâu mà bây giờ mới đến à? Cả nhà đợi mày suýt chết đói rồi đấy. Đi đâu? Tao đang trên đường ra nhà mày. Thế là xe tao bị đứt phanh. Tao gặp phải một cái thằng trẻ trâu. Đấy. Mày nghe tao kể tiếp không? Nói đi. Đấy. Thế xong rồi nhá. Như này này. Thằng đấy nó vừa đi vừa dán mắt vào điện thoại. Thế xong rồi xe của tao thì mất phanh. Thế tao lao vào nó luôn. Xong cái thằng đấy là nó đứng nó ăn vạ tao nửa tiếng đồng hồ. Nó không ăn vạ được nên là nó đi về. Xong tao đến nhà mày luôn đấy. Cái gì? Anh Dương. Nãy giờ em không để ý nó danh ở đây à? Cậu sao cậu lại đây? Hả? Này, câu đấy tôi phải hỏi chị mới đúng ấy. Chị đến đây để làm cái gì? Đây là nhà bạn tôi, tại sao tôi không được đến? Ê, giới thiệu với cả Linh. Đây là Hải, bạn thân của anh. Giới thiệu với chú, đây là chị Linh, bạn của Thương. Hai người thì vô tình gặp mặt trên đường, coi như là cái duyên nhỉ? Đúng rồi, là cái duyên thôi. Thế thôi, mọi người bỏ qua cho nhau, vào ăn cơm đi. Đi chuẩn bị. Vào ăn cơm. Còn già ngõ hẹp. Này, thôi, mọi người dừng chuyện ăn uống lại đi. Bây giờ chúng mình phải nâng chén lên để chúc mừng đôi vợ chồng trẻ kỷ niệm 1 năm ngày cưới chứ. Hai ba lô. Chúc hai vợ chồng sớm sinh quý tử nhá. Nghe đồ ăn ngon phết nhở? Tao làm chút rồi. Này, cậu làm cái gì đấy? Rõ ràng là tôi mới là tôi gặp trước mà. Này, rõ ràng là tôi nhìn thấy nó trước nhá. Mày nhìn thấy không? Rõ ràng là tao gặp nó trước. Thôi, có con tôm. Hai người nhường nhịn nó một tí đi. Sao lại nhường nhịn được? Con tôm này rõ ràng là em gấp vào trước. Ê! Cậu là
cậu ấy. Nếu không thì tôi đã được ăn cơm tôm rồi. Sao bà chị có phải gây chuyện với tôi nhở? Thôi Hải, mình đàn ông con trai ai đi chấp nhận từng câu từng chữ với phụ nữ thế em. Nhưng mà cả mày nữa đấy, lấy lớn tướng rồi mà cứ xử như trẻ con ấy. Tao bây giờ đây này, có chồng yên bề gia thất rồi. Mày cứ như thế này định bao giờ mới có người yêu đấy? Sao mày lại trách tao nhở? Rõ ràng là do của tao mà. Thôi thôi, hai người nhường nhịn nhau một tí đi. Dù sao nãy cũng là ngày vui của vợ chồng tao cơ mà. Nào, nâng chén. Nâng chén đi. Nào, uống đi, uống đi. Uống đi. Vô duyên. Trời ơi, vô duyên. Vô duyên người đấy tự biết. Ai tự biết mình vô duyên. Sao tự dưng khó chịu bụng ấy nhở? Không biết ở quanh đây có gì ăn không nhở? Em bé bụng đợi chị một tí nhá, để chị đi kiếm đồ ăn cho em nha. Đây rồi. Ông chủ ơi, cho tôi một cái bánh mì 3T trứng xúc xích. Trứng mà phải rán lòng đào với cả không hành không rau nhiều ớt ạ. Có ngay đây. Ăn Dương ạ. Lại là chị à? Sao chị cũng xuất hiện xung quanh tôi để mà ám tôi đấy? Này, cậu làm như là tôi muốn gặp cậu lắm ý. Thế bây giờ có bán bánh mì không? Thế chị đã sửa cái xe chưa? Hả? Xe không phanh xong đi đâm người ta thì làm nào? Mà lần sau ấy đã không biết đi tốt nhất là ở nhà đi. Hoặc tốt nhất là nên đi bộ nhá. Chứ xe không phanh xong đi đâm người ta lại khổ người ta ra à? Cậu... đừng có mà chú ý ở tôi nhá. Sáng người ta đã hãm. Hãm á? Có chị hãm ý. Không biết là gặp cái này tí có bán được cái bánh mì nó không? Thôi, tôi không ăn nữa. Tưởng như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một cái thằng bé bán bánh mì ven đường thôi à? Tôi hết hứng ăn rồi nhá. Chúc cậu cả ngày rồi không bán được cái bánh mì nào. Tôi đi đây. Đồ điên, lần sau đừng quay lại đây nữa nhá. Hãm gì? Mày làm sao ấy? Chuyện có gì buồn cười như thế? Tao đỏ bụng quá. Nhưng mà này, chúng mày diễn hề à? Hả? Mày bạn tao, mày chả bênh tao thì thôi. Mày còn cười lăn cười bò ra. Bạn với chả bè. Mà tao nói thật nhá, cái cậu Hải đấy trông thế thôi mà tốt tính lắm. Với cả cũng không phải là nhân viên đâu. Người ta là giám đốc của một chuỗi cửa hàng bánh mì đấy. Mày cứ chê người ta đi nhá. Giám đốc á? Giám đốc trẻ trâu à? Ô hai cái con này. Mày nữa nhá. Thấy người ta hiền á, xong rồi cứ bắt nạt như thế. Không hay đâu, bỏ cái tí đi. Không ế đấy. Chị, tao chẳng có hướng yêu đương. Ô hai cái con này. Mày nhá, ế bao nhiêu năm nay không có nổi một mảnh tình bắt vai. Bỏ cái tình này đi. Tao chả hiểu sao tao lại chơi với mày nữa. Mày thích có Hải không? Tao giới thiệu cho. Trông đẹp trai như thế mà lại còn tốt tính, xong rồi sự nghiệp thì vững. Ôi dồi ôi, cái mày có tí tuổi thôi mà yêu đương bây giờ không có chút tính tác. Chê. Mày nghĩ cái gì đấy? Tao mà thèm yêu cái loại trẻ trâu đấy á, mày bỏ ngay suy nghĩ đấy ở trong đầu đấy nhá. Tao dù có ế cả đời đi chăng nữa, không bao giờ tao yêu cái đứa trẻ trâu đấy, nghe chưa? Khó tính như bà già. Em, tối nay đi chơi nhỉ? Làm cái gì đấy? Đi chơi ở bọn anh tối nay đi. Bỏ ra. Được không? Cứu tôi với. À, ok không? Kiểu... này, chúng mày làm trò gì đấy? Thằng này ở ai ở đâu ấy? Hả? Ở ai ấy? Hả? Ở đâu? Cút tao ngoài kia. Hai thằng con trai xông vào bắt nào một đứa con gái không biết số hổ à? Mày ơi, nó cà mình kìa. Hả? Này, tao gọi công an đấy nhá. Này, công an ơi! Công an ơi! Anh còn sao không? Ê, đỡ dậy ngay, đỡ dậy ngay. Ê, từ. Ôi, đi rồi, cụ đi rồi. Anh ạ. Ôi, anh ạ.
sao không? Nhìn thế này hỏi có làm sao không nữa. Chân của anh gãy luôn rồi. Thế bây giờ phải làm thế nào? Thế bây giờ dìu tôi về nhà chứ làm sao nữa. Chân tôi này làm sao mà đi được. Nhưng mà... Vậy nhưng mà cái gì? Đừng bảo chị bỏ tôi đây một mình nhá. Không phải. Nhưng mà tôi đi xe đạp nhưng mà anh nặng như này thì làm sao mà tôi đèo được anh. Không còn điều nữa. Bây giờ dìu tôi về nhà đó chứ bây giờ chân tôi làm sao đi được. Bây giờ tôi cứu chị tôi mới thành ra như này đấy. Ôi. Xong rồi đấy. Bây giờ cậu chịu khó nghỉ ngơi thêm 2-3 ngày nữa thôi là hết thâm nhá. Chả hiểu tôi với chị có duyên nợ gì với nhau mà cứ lần nào tôi gặp chị là y như rằng lần nay tôi lại thương tích với chị luôn ý. Thôi tôi về đây, nghỉ ngơi đi nhá. Này. Chị có muốn... Muốn gì? Uống nữa đi, sao cậu đàn ông thì mà yếu đó. Chị vừa bảo ai yếu ấy. Chị đang coi thường em ấy à? Chị được phép coi thường nhưng mà đừng có mà xỉ nhục em nữa. Nào, uống đi uống. Mà chị Linh này, sao cứ hết lần này lần khác chị cứ mang rắc rối cho em đấy. Tôi không biết đâu. Mà tôi cũng có cố tình đâu. Cậu đàn ông cái gì mà nhỏ mọn thế nhở? Cứ sân si đi từng tí một. Không phải là em sân si đâu. Nhưng mà kiểu nhá, Kiểu mỗi lần mà em gặp chị xong rồi kiểu cảm xúc nó cứ mỗi lần một khác ấy, nó khó tả lắm. Không biết nào. Nói cái gì đó, có tả như nào? Em cũng chả biết nữa. Thôi chắc là kiểu em cũng chả biết thế nào nữa, nhưng mà kiểu chắc là chị là một cô gái kiểu đặc biệt với em ý. Cho nên là mỗi lần gặp em lại có một suy nghĩ khác nhưng mà không biết khác như nào. Chẳng biết chị khác cái gì nhưng mà gặp buồn cười lắm. Khó tả ghê. Đặc biệt là như nào? Ngại! Đừng có mà nói là cậu thích tôi nhá. No. Stop. Ok. Thôi, tôi đi về đây. Tạm biệt cậu. Thế thôi, để em đưa chị về cũng được. Nào, vui chị lại. Gái lại. Không được vậy được. Cái này. Cái thằng này nó đau đau lúc vậy. Nhưng mà em đỡ được. Nào. Mày nói cái gì cơ? Anh có nghe nhầm không đấy? Mày với cả Linh... Bảo sao? Cả tuần nay em cũng không liên lạc được với nó. Cái gì cơ? Một tuần rồi chị chưa gặp Linh ấy ạ? Ừ, chị có liên lạc được với nó đâu. Chắc là lại xấu hổ không muốn gặp ai rồi. Xấu hổ là như nào hả chị? À, chắc là em nhìn Linh nó đàn ông như thế nên không biết. Chứ Linh nó bị mắc chứng bệnh xấu hổ sau khi hôn người khác. Cái gì? Bệnh gì mà lạ đấy ạ? Xấu hổ sau khi hôn á? Thật ra là cũng không phải là chứng bệnh. Nhưng nếu mà nó thật sự muốn ý thì sẽ không sao. Nhưng mà đây là chắc là bất chợt, chưa chuẩn bị cảm xúc nên là mới thành ra xấu hổ như thế. Mỗi lần như thế là nó sẽ không gặp ai và cũng không liên lạc với ai cả. Có khi là một tuần, có khi lên đến cả tháng. Cũng chính vì như thế nên là đấy, Linh có yêu ai đâu. Nhưng mà quan trọng là bây giờ Linh đang ở đâu. Chứ anh thấy như này là không ổn. Không sao, mọi người cứ yên tâm. Chuyện này
để em. Thế có gì chị bảo Linh giúp em nhá. Mình phải tỉnh táo lên. Tại sao mình lại cứ phải như thế nhở? Có cái gì xấu hổ đâu, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Được không, được, được. Mình mà cứ như thế thì chắc chắn là sẽ bị anh ta chê cười mất. Dù sao mày cũng 25 tuổi rồi mà. Nếu như mày cứ như thế thì anh ta sẽ coi thường mày đấy. Mày thoát ra khỏi chứng bệnh này. Chẳng nhẽ mình để ế tới dài sao? Thoát ra, thoát ra. Ôi dồi, khủng bố điện thoại sao mà lắm thông báo này. Alo, sao mày gọi gì mà gọi lắm thế? Thì tao ở nhà không để ý điện thoại. Mày đùa tao đấy à? Tao biết chuyện của mày và Hải rồi. Cậu ấy cái gì? Hải bị ốm á? Sao trời mưa như thế mà còn ra ngoài đường? Thì người ta lo cho mày, sợ mày gặp chuyện chứ sao nữa. Thôi, mày lo mà đến thằng cậu ấy đi nha, tao cúp máy đây. Ơ à, tôi nghe nói là cậu bị ốm nên là tôi lên thăm thôi mà. Chị đâu ở tuần này đấy hả? À, chị có biết em lo lắng nhau không? Tôi nghe nói là cậu bị ốm nên là tôi tới thăm, nhưng mà thấy cậu khỏe như này rồi chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Thôi tôi đi về đây. Chị lại định chạy trốn nữa đấy. Hình ảnh một cô gái hổ báo, cáo trồn, không chịu khuất phục trước ai đâu mất rồi. Sao bây giờ lại như một cô thỏ non ngây thơ đấy? Ai bảo cậu tôi là hổ báo cáo trồn? Chuyện hôm đấy chỉ là tôi... Chị không cần phải nói gì nữa. Em hiểu mà. Em có điều này muốn nói với chị. Còn điều gì nữa thì nói luôn đi. Tôi còn phải về nữa. Em thích chị. À! Anh trời! À! Thật sự là bây giờ em hết cách rồi anh chị. Anh chị xem nghĩ cách nào giúp em ấy. Chú cứ yên tâm, vụ này anh sẽ ra tay giúp chú. Hải, em thật sự thích Linh à? Thật ra chị cũng không có gì muốn chê trách em, nhưng mà hai người đang chênh lệch nhau quá nhiều với tuổi tác. Em thì còn trẻ, em có thể yêu rất nhiều cô gái trẻ ngoài kia. Nhưng mà Linh, nó đã 25 tuổi rồi. Bây giờ cả nó cần là một người đàn ông chững chạc, yêu thương nó thật lòng và cho nó được một gia đình hạnh phúc. Chị quen em bao lâu rồi chị vẫn không hiểu tính của em à? Chị biết từ trước đến nay em đàng hoàng tử tế mà. Với cả em kém tuổi Linh, đúng là em trẻ thật. Nhưng mà tình cảm của em nó thật chị ạ. Cho nên là chị cứ yên tâm đi. Đúng rồi đấy. Ai thì anh không biết chứ riêng Hải này anh đảm bảo chắc chắn luôn là Hải sẽ đem lại được hạnh phúc cho Linh. Em yên tâm. Rồi, quyết thế nhá. Em bừa, em thật sự đau hết cả đầu mấy hôm nay rồi. Này, mày đưa tao đi đâu đấy? Bí hiểm đấy. Cứ đi đi thì biết. Nhắm mắt vào, không được phép đi hí nhá. Nhắm đấy. Đâu rồi? Được mở ra chưa? Này đi đâu rồi nhở?
cậu, sao cậu lại... Chị, anh nhầm. Linh, làm người yêu của anh nhá. Cậu làm cái gì đấy? Mau đứng lên đi. Không, nếu như mà em không đồng ý thì anh không đứng lên đâu. Thôi được rồi, cậu đứng lên đi, được rồi. Thì em đồng ý đâu đúng không? Chúc mừng, ngọt ngào quá đi. Chúc mừng đôi bạn trẻ đến được với nhau nhá. Bọn em đến được với nhau, phần lớn là nhờ công của anh chị. Cảm ơn nhé. Có gì đâu. Thôi, hai vợ chồng mình xin phép hai bạn trẻ lại vui vẻ đi. Đi em. À, đây. Có gì nhớ báo thông tin nhé. Đi. Không ngờ là người con gái gây ra cho anh nhiều rắc rối nhất lại thành người phụ nữ của anh thế này. Em phải dành cả cái cuộc đời của em để mà đền bù cho anh ấy. Được rồi, em đồng ý. Mà sao hôm nay không thấy cái nét hổ báo cáo trồn của em nữa nhỉ? Chuyển ra chế độ thùy mị nết nà. Cái anh này, đừng có tưởng có được em rồi mà muốn nói gì thì nói nhá. Liệu hồn đấy. Chứ gì hết dọa. Hôm nay anh sẽ cho em thử đống bóng của anh.